bạn, hôm nay thì cùng mình trồng cây lưỡi hổ nhé. Thực ra thì mình thấy là lưỡi hổ thì nó cũng khá là dễ sống, không yêu cầu mình là nó có thể chịu được. Các bạn là cái phần đất của nó cũng không yêu cầu cao lắm. Đây là một ít vỏ trứng. Chúng thì có rất là nhiều canxi. Đây thì mình sẽ bỏ phân bò. Phân bò này đã được phủ lên mặt đất. Để đảm bảo cho nó thoát nước tốt thì mình có sử dụng là thêm một ít đá trân châu. Mọi nhìn thấy đúng không? Polish gì đây? Đá, cho thêm đá thì nó giúp cho việc giữ nước cũng như là rất là thoáng hơn, tránh tình trạng úng. Mình chọn cây dáng cao thì mình sẽ chọn cùng với nó là một cái chậu dáng cao thì nó sẽ tôn được dáng của cây lưỡi hổ hơn. Mình thì vẫn thời tiết đang rất là nắng. Cái trường hợp là nó bị ứ nước ở phần đáy nó không thoát được á, nếu mà ứ nhiều thì mình có bỏ thêm một lớp củi ở phía đáy, mình sẽ xúc đất luôn. Mình muốn trồng cây lưỡi hổ này nó khá là cao lên phía trên nên mình sẽ cho nhiều đất một chút. Các bạn tự uốn thử phần đất mà mình mong muốn. Mình sẽ cho nó thêm một ít. Nếu là cái này thì bạn cũng phải cho thêm một lớp đất lên phía trên thì khi rễ nó đến này thì nó đã được phân hủy rồi thì sẽ không sao hết.
ra này mình xin được lưỡi hổ bạn có thể trồng trong nhà thì nó cũng khá là tốt. Còn theo phong thủy thì nó có nghĩa là mang tài lộc các thứ, nhưng mà mình thấy là nếu mà trong nhà mà ánh sáng nó không được nhiều lắm thì lưỡi hổ nó rất là dễ sống. Wow, đây cái này của mình đang có những chồi non rất là tuyệt vời. Bụng đang sôi sôi vì nó chưa sờn quá hay còn gọi là ăn sáng muộn. Khi tưới nước thì cái đất này của mình nó sẽ sẹp xuống nên mình có cho hơi tôn cao đất một chút, nhưng các bạn vẫn phải đảm bảo là cây nó sẽ không bị đổ nghiêng. Có cam đi chăng nữa thì cũng phải có tầm. Rồi mấy cái mầm non nó sẽ lên và cái chậu của mình sẽ rất là xinh đẹp. Đây. Sau khi mình trồng xong cái cây, bây giờ mình sẽ mang bạn ý đi dạy thêm một lớp phủ lên trên nhé, phủ lên trên bề mặt. Sau khi mình đã trồng cây xong thì thường mình sẽ thích trang trí một chút cho phần cây này của mình. Mình sẽ tận dụng một ít vỏ hạt maca mà mình đã chén. Bây giờ thì mình sẽ lấy phần vỏ này để phủ lên phía trên. Tất nhiên là bạn có thể phủ hoặc không, có thể giải đá cũng được, cũng rất là đẹp. Nhưng mà mình thì đang có vỏ hạt maca nên mình sẽ cho lên phía trên. Các bạn yên tâm, rồi sau này những cái mầm non lên nó sẽ tự nhú lên. Vì cái vỏ này nhẹ mà, mình chỉ là để cho nó không trống quá. Nếu mà một cây xương rồng này bạn để ở trong nhà, còn nếu ngoài trời thì mình có thể trồng thêm một vài cây cây chua me đất hoặc cỏ ba lá thì nó vừa có tác dụng giữ ẩm cho đất, mình sẽ không phải tưới nhiều này, mà lại mang màu xanh cho cây rất là đẹp, phủ xanh gốc. Hồi xíu mình sẽ mang cho bạn xem cây mộc nhà mình được phủ bởi cỏ ban lá, nó rất là xanh đẹp.
lại không phải tưới nước nhiều. Trời, cái bụng sôi quá. Gọi là trang trí một xíu cho nó sinh động ha. Nhìn nó cũng da gì đấy. Không thành nhân thì cũng thành nhà. Cho bạn xem cái chậu của mình đó, cho bạn xem cách xa xa một chút nhé. Nhà vẫn đang trong quá trình dọn nên đó, ok bạn nhìn thấy chưa, đó cái chậu của mình hoàn thiện rồi này. Và hẹn gặp lại các bạn vào video tiếp theo nhé.